Cận cảnh biên đội tàu sân bay Hải quân Mỹ tại bờ biển Đà Nẵng, chuyến thăm Đà Nẵng của biên đội tàu sân bay Hải quân Mỹ góp phần thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trưa năm tháng 3, biên đội tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay ưu sĩ số Theodore Roosevelt, một tuần dương hạm và tàu khu trục đã vào vịnh Đà Nẵng. Chiều năm tháng 3, lễ đón tàu và họp báo diễn ra tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng, chuyến thăm nằm trong lộ trình thăm một số nước của biên đội tàu Hải quân Mỹ, tham gia các hoạt động của đoàn Đà Nẵng có đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch ấp nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón biên đội tàu sân bay Hải quân Mỹ. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quận Khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Cục Quân y, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và đại biểu một số cơ quan chức năng. Về phía Mỹ, có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tùy viên Quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Áp Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng, và Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đã đồng chủ trì họp báo giới thiệu chương trình. Nội dung chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Mỹ, tại Đà Nẵng, Đô đốc John C. Aquilino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo, và người dân thành phố Đà Nẵng dành cho chỉ huy, và thủy thủ đoàn, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, và bày tỏ sự yên tâm với các phương án phòng dịch của thành phố Đà Nẵng trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cùng nhóm chỉ huy biên đội tàu Hải quân Mỹ sẽ đến chào xã giao chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng. Tại Đà Nẵng như biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao bóng đá, bóng chuyến, giao lưu tiếng Anh, trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Chuyến thăm Đà Nẵng của biên đội tàu sân bay Hải quân Mỹ góp phần thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Sự kiện này cũng góp phần khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật y tế của Việt Nam trong việc đón tiếp tàu Hải quân nước ngoài đến thăm. Qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Một số hình ảnh biên đội tàu sân bay Mỹ tại Càng Tiên Sa. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.